Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn khẳng định có thể yêu cầu Mỹ điều chỉnh các quy định không phù hợp với chuẩn mực quốc tế trong nhập khẩu cá da trơn của Việt Nam. Về phía Việt Nam, các doanh nghiệp và người nuôi cá da trơn phải sẵn sàng điều chỉnh những gì nằm trong khả năng có thể và phù hợp với chuẩn mực thông lệ quốc tế. Đại diện Cục Quản lý Chất lượng Nông lâm Thủy sản cho biết, có một số điểm trong các quy định của Mỹ chưa thực sự phù hợp với chuẩn mực quốc tế. Đó là việc điều chuyển cơ quan kiểm tra an toàn thực phẩm đối với loài cá da trơn trước đây vấn đề này do FDA chịu trách nhiệm quản lý giám sát nhưng nay là chuyển cho Bộ nông nghiệp Mỹ trong khi phương thức quản lý của Bộ nông nghiệp không giống như FDA Bộ nông nghiệp Mỹ yêu cầu các nước muốn xuất khẩu cá da trơn trong đó có cá tra Sa Việt Nam phải có hệ thống pháp luật và cơ quan thực thi pháp luật tương đương với Mỹ điều này có nghĩa là họ sẽ đánh giá hệ thống luật các năng lực thực thi pháp luật của Việt Nam có tương đồng với Mỹ hay không việc này rất phức tạp và mất thời gian nhất là trong việc chờ đợi phía Mỹ sang kiểm tra để tiến đến công nhận hệ thống kiểm soát an toàn thực phẩm trong chuỗi sản xuất cá tra basa Việt Nam là tương đương với quy định của Mỹ. Theo các chuyên gia, Việt Nam hiện có nhiều điều kiện sản xuất tương đương nhưng chưa thành hệ thống như ở Mỹ được.